nằm cách trung tâm thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu gần 25 km, xã Châu Bính còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ xã Châu Bính đã không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, cùng nhân dân khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ và phát huy tối đa mọi nguồn lực, ra sức thi đua, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 18 đã đề ra. Với những thành tựu nổi bật quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, bộ mặt vùng nông thôn Châu Bính đang thay da đổi thịt, bức tranh quê đang hiện hữu với một diện mạo nông thôn mới, tươi sáng, rạng rỡ. Quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối của Đảng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 18, Đảng bộ xã Châu Bính quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, thực hiện quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng không trông chờ, ỷ lại, dám nghĩ, dám làm, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Châu, Đảng bộ xã Châu Bính nhận rõ vấn đề mấu chốt là công tác cán bộ. Xã đã tập trung củng cố tổ chức từ cấp ủy đến chính quyền và các đoàn thể trên tinh thần kế thừa và bổ sung cán bộ trẻ có năng lực. Đồng thời, chăm lo xây dựng trên cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những khuyết điểm của đảng viên, quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, xóa bản trắng, không có chi bộ, đưa tổng số bản có chi bộ 13 trên 13 bản đạt 100%. Đến nay, toàn xã có 17 chi bộ, có 14 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh chiếm 77,8%, tăng 4 chi bộ trong sạch vững mạnh so với năm 2010. Từ năm 2010 đến năm 2014, Đảng bộ xã được xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, điều lệ của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên. Việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 kịp thời. Công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ được quan tâm, thực hiện đúng quy trình. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, kết nạp đảng viên mới được 84 đồng chí. So với mục tiêu nghị quyết là 13 đến 15 đồng chí trên một năm, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra 9 đồng chí, trao tặng huy hiệu 30, 40, 50 tuổi đảng cho 42 đồng chí. Từ đổi mới trong cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc của các đoàn thể mặt trận tổ quốc, cán bộ, đảng viên nhân dân, xã Châu Bính đã đoàn kết, thống nhất đồng lòng, thúc đẩy các phong trào thi đua xây dựng phát triển kinh tế. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, nhưng xã Châu Bính vẫn duy trì tăng trưởng hợp lý và chuyển dịch đúng hướng, sản xuất kinh doanh các ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14%, tổng giá trị sản xuất năm 2010 là 41 tỷ đồng. Đến năm 2015 tăng lên 89,2 tỷ đồng, tăng 217% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ trọng cơ cấu nông, lâm nghiệp giảm từ 48% năm 2010 xuống 42% năm 2015. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại từ 32% năm 2010 lên 58% năm 2015. Thủy sản 30 đến 34 hectare diện tích nuôi trồng. Thu nhập bình quân đầu người từ 8 triệu đồng trên một người vào năm 2010 lên 17,5 triệu đồng trên một người năm 2014, tăng 213% so với đầu nhiệm kỳ. So với nghị quyết đại hội
là 18 triệu đồng trên một người trên một năm, đạt 97,2% kế hoạch nghị quyết đại hội đề ra. Từ đó, trên địa bàn xã Châu Bính đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có thu nhập cao. Điển hình có mô hình kinh tế của gia đình anh Mạc Văn Biển và chị Lương Thị Kiên. Đi lên từ đôi bàn tay trắng, gia đình anh Mạc Văn Biển và chị Lương Thị Kiên được người dân trong xã Châu Bính thường nhắc đến như một tấm gương điển hình về tinh thần vượt khó, vươn lên xây dựng kinh tế. Bằng đôi bàn tay lao động không ngừng nghỉ, tinh thần ham học hỏi, gia đình anh, chị đã làm giàu từ mô hình tổng hợp. Mỗi năm, gia đình anh thu về hơn 100 triệu đồng. Năm 2007, gia đình anh chị được dự án khoa học công nghệ nông nghiệp Nghệ An hỗ trợ 50 con giống vịt bầu và thức ăn chăn nuôi. Sau khi mô hình kết thúc, tính toán lợi ích từ việc chăn nuôi vịt mang lại, anh đã bàn với vợ vay tiền của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ Tín dụng Nhân dân để lấy vốn phát triển nghề chăn nuôi vịt. Ngoài tích lũy nhiều kinh nghiệm trong nhiều năm chăn nuôi, anh Biển luôn quan tâm đến việc nghiên cứu, đầu tư, nâng cao chất lượng con giống. Nhờ kỹ thuật chăn nuôi tốt, ý thức vệ sinh, phòng dịch chu đáo, tích cực áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, tuân thủ các quy trình sản xuất. Đặc biệt là nắm được những kiến thức cơ bản về chăn nuôi, nên nhiều năm liền không xảy ra dịch bệnh. Không những thế, anh còn mở rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản với 35 con bò giống, trồng hơn 4 hectare diện tích mía nguyên liệu. Nhận thấy nguồn tài nguyên lâm sản phụ phong phú, anh tiếp tục đầu tư xưởng làm tăm với nguyên liệu là cây lùng. Từ mô hình này, anh đã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương với thu nhập mỗi lao động là 3 triệu đồng mỗi tháng. Để chủ động trong vận chuyển hàng hóa, mới đây, gia đình anh chị đã đầu tư mua ô tô tải để thu gom nguyên liệu cho xưởng tăm, đồng thời vận chuyển thức ăn cho đàn bò trong trang trại. Với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp trên, mỗi năm gia đình anh thu về hơn 100 triệu đồng. Phát triển bền vững hơn. Bản thân chị cũng tìm cách học hỏi, cũng mày mò để tạo công ăn làm cho gia đình, vừa cho bà con trong xóm bản. Nhưng mà sắp tới hướng gì đỉnh, nhưng mà chị cũng đang còn làm thử máy máy. Nếu cảm thấy hướng mà phát triển lên là cảm thấy được khá một tí nào, chị lấy mua thêm máy về cho bà con trong làng xóm để tạo điều kiện cho người nghèo để mình phát triển vươn lên. Ngoài mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp thì xã Châu Bính cũng tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Điển hình có hộ anh Vi Văn Thuyên bản Sang Hai với mô hình đóng gạch táp lô. Không mặc cảm với quá khứ lầm lỗi của mình, anh Vi Văn Thuyên cùng vợ đã vươn lên bằng nghị lực quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương mình. Ban đầu, quá trình hòa nhập với cộng đồng đầy gian nan, thử thách. Song anh Vi Văn Thuyên cùng vợ quyết tâm học nghề đóng gạch thuê. Sau 4 tháng làm thuê, vợ chồng anh đã tích góp được trên 40 triệu. Với đồng vốn ít, vợ chồng anh về quê mua máy móc tự đóng gạch táp lô tại nhà. Nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, xã Châu Bính tạo điều kiện để vay vốn ngân hàng. Cùng với họ hàng, gia đình và làng xóm, anh chị đã mua máy móc, ô tô tải chở nguyên vật liệu. Thêm vào đó, đầu tư chăn nuôi lợn, trồng cây hoa màu và mua máy sắt lúa để có thêm thu nhập. Nhờ quyết tâm và nỗ lực của bản thân, đến nay vợ chồng anh Vi Văn Thuyên đã thoát nghèo, trở thành hộ làm kinh tế giỏi của địa phương. Hàng năm, gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động trong bản với mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng trên một tháng. Anh là tấm gương tiêu biểu được tặng giấy khen tại hội nghị biểu dương mô hình cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng về, được cán bộ hợp với các ban công an xã với cả chính quyền xã Châu Bính đặc biệt quan tâm tôi, giúp đỡ tôi. Đến ngày hôm nay cả vợ chồng tôi có cái ăn cái ở, cùng cảm ơn Đảng và Nhà nước. Với việc thực hiện các phong trào xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Bính cũng đã phấn đấu xây dựng các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhận được sự đồng thuận cao từ phía nhân dân. Qua phong trào,
người dân đã khắc phục được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, đã tự phát huy sức mạnh nội lực của nhân dân để xây dựng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, nhà nước đầu tư cho các công trình phúc lợi trên địa bàn xã là 47,604 tỷ đồng. Còn người dân đóng góp hàng vạn ngày công, hiến hơn 30.000 mét vuông đất xây dựng các công trình. Đến nay, toàn xã đã thực hiện được 13 trên 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Về giáo dục đào tạo, nhiệm kỳ qua đã có chuyển biến rõ trên tất cả các cấp học. Giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng. Năm học 2010 có 130 em đạt học sinh giỏi các cấp. Năm học 2014 là 203 em đạt học sinh giỏi các cấp. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm là 98%. Tổng số học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng năm 2010 là 8 em, năm 2014 là 27 em so với đầu nhiệm kỳ, tăng 337%. Đến nay, toàn xã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được phát triển rộng rãi, duy trì và phát triển lễ hội thăm có ngủn, phá xăng, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Đến nay, có 76% gia đình văn hóa, có 12 bản văn hóa, trong đó có 3 bản là mô hình bản văn hóa cấp tỉnh. Chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng y tế được tăng cường, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về y tế cơ bản đúng tiến độ. Trạm y tế xã được cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ, y tế cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng. Các chương trình y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ngày càng được nâng lên. Nhờ đó, tỷ lệ tăng dân số từ 1,1% năm 2010 giảm xuống còn 1% năm 2014, giảm 0,1%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 19% năm 2010 xuống còn 15% năm 2014, giảm 4%. Trong cái nhiệm kỳ từ năm 2010 cho đến 2015, đối với đảng bộ, chính quyền địa phương thì tập trung thực hiện cái nghị quyết của đại hội, thì đến nay phải nói là trên cái địa bàn xã Tô Bính, đặc biệt trong cái thời gian qua thì tập trung cho cái xây dựng nông thôn mới, vì cái một là cái thu nhập của nhân dân thì ngày càng được cải thiện, hai nữa vì xây dựng cái cơ sở hạ tầng thì đến nay rồi cơ bản là tập trung chỉ đạo về cái giao thông thủy lợi để cho nhân dân trong xã đến nay thì chủ yếu là cái giao thông ở trên địa bàn của xã đã được phủ kín, đang tiếp tục là tập trung để chỉnh trang cái đồng ruộng, làm sao để cho nhân dân tiếp tục là thâm canh và tạo ra cái cánh đồng có thu nhập cao trong cái thời gian tới. Và đảng bộ chính quyền đang tập trung để trong hết năm 2015 sẽ đạt thêm là 3 cái tiêu chí để xã đạt là 15 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xã Châu Bính vẫn còn những tồn tại hạn chế như chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất hàng hóa còn thấp, mức tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chưa định hướng cụ thể để phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, nhân rộng còn ít. Nguồn kinh tế rừng hiệu quả đạt thấp, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Cơ sở vật chất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, sản xuất hàng hóa còn thấp. Các cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, hệ thống điện lưới quốc gia ở một số bản chưa đáp ứng được với nhu cầu của địa phương. Một số bản chưa có cầu dân sinh để người dân thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, hộ đói nghèo còn cao. Trình độ dân trí, chất lượng dạy và học chưa đồng đều. Việc chăm sóc, sức khỏe cho nhân dân hiệu quả chưa cao, tỷ lệ sinh con thứ ba vẫn còn. Các tệ nạn xã hội như nghiện hút, lô đề,
cờ bạc vẫn còn. Với những tồn tại đó, bước sang nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Châu Bính nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và đưa ra nhận định, giải pháp khắc phục để phấn đấu xây dựng phát triển xã Châu Bính giàu đẹp văn minh. Đó là tranh thủ sự đầu tư của tỉnh, huyện, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu kinh tế, nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chú trọng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp để tạo đà cho phát triển kinh tế toàn diện, tạo ra sản phẩm hàng hóa, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế nhiều thành phần, phát triển kinh tế trang trại, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đẩy mạnh phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhất là ở trung tâm xã, các bản để nâng cao dân trí, kỹ năng lao động, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ ba mẹ, trẻ em, phát triển dân số ổn định, đẩy mạnh văn hóa thông tin, thể dục thể thao, xây dựng gia đình, bản đơn vị văn hóa, giữ vững quốc phòng an ninh. Thì để phát huy những cái mặt đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, thì mục tiêu trong nhiệm kỳ tới 2015 đến 2020 thì Đảng bộ đã định hướng là thứ nhất là tập trung là xây dựng Đảng là then chốt, bởi vì là trong hệ thống chính trị là cần phải xây dựng ngày càng vững mạnh, và sau đó là tập trung vào xây dựng nông thôn mới. Hiện nay Đảng bộ xã Châu Bính đã đạt được 10, theo đánh giá của huyện là đạt được 12 tiêu chí, và phấn đấu trong năm 2015 là đạt thêm 3 tiêu chí nữa. Như vậy là từ nay đến năm 2020 thì đạt cho được 19 tiêu chí, thì sẽ để từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, tức là 15 đến 2020, xã Châu Bính sẽ đạt là một xã nông thôn mới phát triển bền vững. Sau 5 năm đừng quyết vào cuộc sống, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Bính đã đoàn kết sáng tạo, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu khá toàn diện các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 18 đã đề ra. Mỗi bước đi lên của Đảng bộ xã Châu Bính hôm nay đều ghi đậm dấu ấn quyết tâm cao của mỗi cán bộ đảng viên, cùng sự đồng lòng, chung sức của nhân dân trên địa bàn xã. Những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đã đánh dấu sự chuyển biến về chất của Đảng bộ xã Châu Bính và là tiền đề quan trọng để cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy, tự tin vươn lên để giành nhiều thắng lợi, thành tựu vững chắc hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Châu Bính sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài địa bàn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ xã đã đề ra, xây dựng quê hương Châu Bính ngày càng giàu đẹp, văn minh.